Xin giới thiệu với tất cả những ai đam mê về những thú chơi đồ trà cổ. Đây là một trong những bộ trà cổ của những nhà sưu tầm lớn. Thì họ đã sưu tầm và lưu giữ nguyên một bộ trà Com Lê Lành Tít, bộ trà Mai Hạc, một trong những dòng thơ nôm của thơ Nguyễn Du, được khi mà ông đi sứ bên Cảnh Đức Trấn và cho ra đời bộ trà Mai Hạc Com Lê như thế này. Và đây là một trong những bộ trà Mai Hạc đầy đủ và hiếm hoi trên thị trường. Và em xin gửi đến cho các bác cùng xem, và để các bác có thêm kiến thức, và cũng giống như là mình có thêm những cái tư liệu quý về những bộ trà Mai Hạc mà nó được lưu truyền trong sử sách. Xin gửi đến cho tất cả những các bác đồng đam mê bộ trà. Đây là một bộ trà hoàn hảo và chuẩn cổ.